phụ nữ có vô vàn những bí mật thầm kín, những điều khó nói ra thành lời, nhất là nơi chốn phòng the. Vào thời điểm hiện tại, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng đời sống tình dục luôn là một trong những tiêu chí đánh giá và duy trì một tình yêu bền vững hạnh phúc dài lâu. Rất nhiều những trường hợp thực tế đã chứng minh rằng ngoại tình, tình yêu đổ vỡ đều xuất phát từ chuyện chăn gối không được như ý muốn. Và một trong những điều mà rất nhiều Ava đang mắc phải là tình trạng cô bé bị khô, đau rát khi quan hệ, dẫn đến tự ti và không thể thăng hoa cùng người đàn ông yêu thương nơi chốn phòng the. Khô rát âm đạo khiến các Ava thiếu tự tin trong chốn phòng the. Một giải pháp giúp khắc phục tình trạng này là điều mà rất nhiều các Ava mong muốn. Bởi không chị em nào lại muốn mất đi tình yêu, sự yêu thương từ người đàn ông của mình chỉ vì những lý do không đáng như vậy. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng âm đạo bị khô, có thể kể đến như tuổi tác, cơ địa mỗi người. Để khắc phục triệt để tình trạng này, chị em cần lưu ý xây dựng cho mình một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học. Thường xuyên luyện tập thể thao, kết hợp cùng với đó là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ để đạt được kết quả mong muốn nhất. Virgin Star gel bôi trơn tăng khoái cảm cho phụ nữ. Virgin Star là dòng sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi thương hiệu nổi tiếng tại Nga là Hender. Sự ra đời của Virgin Star chính là chìa khóa giúp các chị em xóa tan nỗi lo ngại về những điều thầm kín không thể nói ra. Dạng gel dễ sử dụng và không hề gây kích ứng hay các phản ứng nguy hiểm cho vùng da nhạy cảm. Virgin Star nhanh chóng giúp bôi trơn cô bé, tăng khoái cảm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho một cuộc giao hoan. Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm còn được chứng minh có khả năng tăng cường sự co thắt và độ đàn hồi của vùng da nhạy cảm. Virgin Star gel bôi trơn tăng khoái cảm cho phụ nữ. Với bề dày trong lĩnh vực chuyên sản xuất các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe trong nhiều năm qua, các sản phẩm của Hender luôn được đảm bảo đạt chất lượng cao nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng mong muốn. Đặc biệt, yếu tố ưu tiên chọn lọc các thành phần tự nhiên sẽ luôn tạo ra sự an toàn tốt nhất. Đây cũng chính là điều mà Hender đã làm rất tốt để lấy được sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng trong suốt thời gian qua. Gel bôi trơn Virgin Star có tốt không? Như đã nói ở trên, gel bôi trơn Virgin Star là sản phẩm được các chuyên gia hàng đầu thế giới khuyến khích sử dụng để cải thiện và khắc phục chứng khô rát âm đạo, tăng thêm khoái cảm cho phụ nữ. Bạn sẽ có những phút giây thăng hoa cùng chàng trong chốn phòng the và đắm mình trong tình yêu hạnh phúc cùng Virgin Star. Xem ngay những công dụng của sản phẩm như sau. Bôi trơn, khắc phục tình trạng khô rát âm đạo khi quan hệ. Kích thích âm đạo co thắt mãnh liệt hơn, tạo cảm giác hưng phấn, cải thiện và tăng độ đàn hồi của vùng da nhạy cảm. Mang lại cho bạn những phút giây ngọt ngào, thăng hoa trong tình yêu. Là bí quyết đốn ngục mọi chàng trai trong chốn phòng the. Virgin Star bí quyết giúp khắc phục khô rát âm đạo. Thành phần chính của Virgin Star. Thành phần chính của gel Virgin Star là các chiết xuất từ thảo dược tự nhiên được kiểm nghiệm và xác định là an toàn tuyệt đối với sức khỏe. Cùng với đó giúp mang đến những tác động hoàn hảo trong mỗi cuộc yêu. Sản phẩm chứa các hoạt chất của vỏ cây Sesimnia americana và Potassium alum. Thành phần khác: nước, glycerin, polydopat-20, hydroxycellulose, Potassium alum, giáp anion, etherhexin glycine, phenoxyus anon, pentanate glycon, capsaicin glycon, glyglauate, chiết xuất vỏ cây Sesimnia americana. Cách dùng gel bôi trơn Virgin Star. Đối tượng sử dụng gel Virgin Star hiệu quả: phụ nữ bị khô rát âm đạo, phụ nữ bị suy giảm khoái cảm, lãnh cảm trong lúc quan hệ, phụ nữ muốn thăng hoa, làm đẹp da vùng kín. Hướng dẫn sử dụng gel Virgin Star hiệu quả: lấy lượng gel vừa đủ ra lòng bàn tay, thoa đều lên cô bé trong lúc quan hệ. Nên rửa sạch bằng nước sau khi quan hệ xong.